Lan xin chào tất cả các quý vị đã quay trở lại với kênh Lan Nguyễn TV. Như vậy là chiều hôm qua thì Lan có thông báo là chị Nguyễn Phương Hằng họp fan ở tại Phú Thọ. Thế nhưng mà cuối cùng thì cũng vì dịch bệnh cho nên là phải hoãn, không gặp gỡ được. Thế nhưng mà vì cái thông báo đã loan ra rồi cho nên là các fan vẫn lên để gặp gỡ chị Hằng. Và tí nữa thì Lan sẽ gửi những cái hình ảnh vô cùng xúc động của những người yêu quý chị Hằng, từng đoàn đã vẫn vào trong khách sạn để mà tặng những bó hoa tươi thắm. Thế nhưng mà cái việc đầu tiên trong cái video này thì Lan phải xin thông báo với cả nhà là hiện nay đang có rất nhiều những cái nick giả CEO Nguyễn Phương Hằng lợi dụng tình cảm và sự ảnh hưởng của cô để của cô Hằng để lừa đảo và kêu gọi từ thiện. Cho nên rất mong mọi người hãy cẩn thận, tránh nhẹ dạ cả tin. Thì Lan sẽ đăng cái nick, một cái nick chụp ảnh của cô Phương Hằng và đã kêu gọi từ thiện. Thì đây chính là cái nick giả. Thì chúng ta thấy là bạn ấy đăng là cái số tài khoản 10087383426 Vietinbank và cái tên tài khoản là Vũ Anh Đức, không phải là tên công ty cổ phần Đại Nam hay cũng không phải tên Nguyễn Phương Hằng. Cho nên là chúng ta hãy cảnh giác. Đây, cô có đang kêu gọi từ thiện cho vùng cao mùa lũ, mọi người có thể lá lành đùm lá rách của ít lòng nhiều, gửi ít hay gửi nhiều qua số tài khoản của con cô nha, Vietinbank Vũ Anh Đức, là hoàn toàn giả mạo cả nhà nhé. Cho nên Lan xin thông báo chính thức là chị Nguyễn Phương Hằng có nói rằng chị không bao giờ kêu gọi quyên góp tiền từ thiện dưới bất kỳ một hình thức nào. Cho nên tất cả những ai mang danh công ty Đại Nam hoặc mang danh Nguyễn Phương Hằng kêu gọi từ thiện thì đều là sự giả mạo. Thì cái tin này là quan trọng nhất. Và tiếp theo thì Tạ Lan muốn truyền tải đến cho tất cả các quý vị những cái thông tin, những cái tin thật sự là bất ngờ, ngỡ ngàng và vui mừng khi mà những người dân yêu chính nghĩa ở khu vực phía Bắc đã dành cho doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Thì Lan biết rằng là mấy ngày nay thì tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp, cho nên việc để tổ chức ra một chương trình lớn là vô cùng khó khăn và có thể nói rằng là không thể nào làm được. Tuy nhiên thì vẫn luôn có những cái sự gặp gỡ tay bắt mặt mừng từ các khán giả ngưỡng mộ, từ những người dân mà đã theo dõi drama của chị Nguyễn Phương Hằng suốt 10 tháng qua. Thì những anh chị em fan chính nghĩa ở ngoài Bắc đã không quản ngại những cái thời tiết khắc nghiệt, đã lên Phú Thọ và họ vẫn được chị Nguyễn Phương Hằng tiếp bằng những cái buổi nói chuyện rất là ấm cúng. Thì sau đây Lan xin truyền tải đến những cái hình ảnh cho các quý vị khán giả. Chụp nhanh. Từ Tuyên Quang đến đây à? Tuyên Quang, bao nhiêu cây số? Từ đâu? Tuyên Quang cơ. Khách Tuyên Quang mà nghỉ ở Hà Nội mấy ngày nay để chờ rồi. Mình cảm động quá. Em chờ 2 hôm nay. Quay mặt đây ra. Mấy cô ở Phú Thọ hỏi xin chụp hình với em đấy. 3-4 cô gì đó. Ôi chào. Đây là cặp cô bằng xương bằng thịt bây giờ rồi. Anh nháy nhiều kiểu và cảm ơn bác nhiều anh nháy. Từ từ em ơi, chị chị hậu này là cuối. Em theo drama của chị từ tháng 3 rồi.
À,
rất cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã đến ủng hộ chị Hằng, ủng hộ cho những cái về chính nghĩa, và cũng cảm ơn tất cả mọi người không quản ngại những cái khó khăn đường xá xa xôi và tình hình dịch bệnh. Rất mong mọi người là cũng phải thông cảm về cái tình hình dịch bệnh nha. Nãy giờ là em quay cho mọi người hơi nhiều. Mình rất là cảm động trước tình cảm của khán giả thủ đô và khu vực phía Bắc dành cho siêu Phương Hằng. Chúng ta cảm động lắm. Có rất là nhiều người phải lên kế hoạch từ mấy ngày nay, hôm nay là bất chấp cả trời tiết mưa gió xa xôi là đã đến gặp được siêu Phương Hằng. Hiếm mà có. Chung thôi mà. Hiếm nhưng vẫn có. Đó, hiếm nhưng vẫn có. Nên chung đi chứ chúng tôi làm đi. Chung chung đi. Chung nãy là mình chung rồi. Chung chưa chung đã. Đây là này, chung cái chung và gửi lên nhóm cho em. Chung cái gửi cho em. Theo toàn chị Tuyết ai tối nay đón chị Hằng về Hà Nội nuôi chị Hằng nào? Đó, anh chị ơi. Đây là chung tôi làm em. Đang đi đón về Hà Nội luôn. Nhưng ai muốn các cô chú anh chị mà muốn chia sẻ những cái hình ảnh hay chụp hình với chị thì cứ tiến vào nhé, để các anh em bây giờ từng người một chụp cho chị. Từng người một chụp với chị. Chị đây đẹp kìa. Chị biết mà chị. Cháu ơi. Chị chụp ba đi. Chị em đi. Có thể nói nhưng mà chụp cái điểm này là điểm chụp này. Tất cả những nơi mà trong các cái chương trình các bạn về đây cách nhà cũng 15 cây thôi nhưng không về được. Quay quay nhanh quá. Nào đang khẩn trương 5 phút nữa nha là đoàn rời. Bởi vì trong dịch bệnh nên là cố gắng mọi người khẩn trương. Tôi trả con này. Mơ, đúng là chúng ta một mình 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 chúng Đừng sâu xé chị Hằng. Còn có 3 phút nữa thôi nhá là đoàn rời đi xong. Tạ nguyện thế nào? Người ta bấm hàng 5 cái cái. Ôi được rồi. Tiếp tục. Đây đây rồi. Đúng lòng của khán giả thủ đô. Rồi xin rồi. Trời rất là lấy dưới 10 độ. Thì hàng trăm cái số, thậm chí có người đến mấy trăm cái số. Anh nên một cái gì cả chú mẹ đấy là ôi người. Thì biết gặp được anh chị, nhưng mà vào Đại Nam thì từ năm 2015-2014 ra đó có vào thăm quan là thế. Đây thì tôi rất là may là hôm nay là gặp được anh chị đây, chẳng có cái gì từ kia là thì cũng tặng chị những bó hoa để nhận chị nhận giúp bà xã nhà mình. Em ơi, anh gửi lời đến cảm ơn vợ chồng anh nhiều cảm động quá.
Nhưng mà một cái fan hâm mộ của ấy và xã mình là cũng rất là quý mến, mà cũng rất là bảo là thôi thì bằng mọi giá là anh về anh cũng gặp anh chị ấy và cũng anh ở thành phố nào đấy nào? Chị ở Moscow. À, dạ. À, cảm ơn anh rất là nhiều bỏ công xuống tận tới đây. Đó là cảm động. Nhưng mà bây giờ hiện anh sang sống thành phố nào? Mình đang Moscow. Moscow. Sao anh về nghỉ phép? Mình về. Anh về hẳn đây chưa? Mình chưa. Anh vẫn chưa về đây? Mình chưa. Thế bởi là vì anh là mình, bay đi bay lại. Mình nghe thấy là cô Hằng ra ngoài Bắc. Mình bảo nếu mà cô ở trong Nam thì mình cũng chưa về. À. Nhưng khi nghe thấy cô ra Bắc là mình bay từ Nga về. Mà Nga mình về để tặng hoa cho vợ chồng. Để bác nói khẩu trang này còn cả nhà ngắm. Anh ở Moscow đấy à? Mình ở Moscow. Anh kinh doanh bên đấy. Mình thì kinh doanh bên đấy. Mà nghe thấy chị Hằng ở Hà Nội nên là anh đặt vé anh bay về. Mình nghe thấy là chị Hằng là ra đã nghe là ra hôm 20. Nhưng mà khi lịch thì mình tính là lịch của mình tức là khi có cái chuyến bay là hôm 19. Đấy. Thì mình bảo là thế chị Hằng ra nhưng mà khi mình muốn đặt sớm hơn để ra về sớm. Thế nhưng mà đến 19 mới có chuyến bay. Thế rất tiếc là cái là hôm nay là cái chuyến bay lại chậm. Mất khoảng 8 tiếng. Thế nên là mình khi mình về đến đây thì mình cũng liên hệ luôn. Mình nói với anh thì là tinh thần như thế thì về. Bởi vì là cũng muốn là và sẵn cũng có cái chỉ tiêu luôn đấy. Còn là bao giờ cũng thế, chả biết anh Dũng thế nào nhưng mà mình thì bao giờ cũng thế, vợ là bao giờ cũng phải ưu tiên hàng đầu. Nên là khi vợ dặn thế nào là phải làm đúng như thế luôn. Đấy, các anh thấy chưa? Anh em mà như này này, anh Dũng ạ. Anh thấy nếu anh em mình muốn thọ lâu thì phải chấp nhận như vậy thôi. Muốn thọ lâu là anh em mình phải như thế. Kính vợ là đắc thọ. Kính vợ thì đắc thọ nên là phải. Thế nên là thôi thì hôm nay cũng gặp đây. Thế là cảm ơn anh rất nhiều. Tại vì cũng không có tổ chức được cho nên nó rất là lúng cũng, nó rất là bối rối. Chứ nếu mà tổ chức được thì quá tốt rồi. Nhưng mà cũng cảm ơn anh vì có tấm lòng bay từ bên Nga về đây mà đi tặng một cái bó hoa. Vợ chồng thì cảm thấy là rất là hạnh phúc, có gì rất là chia sẻ. Mình bởi vì là cũng nói là cái công việc của mình thì cũng hay đi về, thế nhưng mà ngược lại là 2 năm nay dịch bệnh nên là cũng không về được, mà đến nay là cũng đúng là tròn 2 năm mới biết được. Nếu mà chưa biết thì chắc là định là gia đình là định là tháng 5 mới về. Thế nhưng mà thấy bảo thế thì vợ bảo thế thì anh về luôn đi, anh về luôn đi. Báo cáo với anh Dũng là anh lên từ cái lúc mà ta đang ở bên kia. Cho anh gửi lời cảm ơn đến bà xã của anh nhé. Tôi rất xin cảm ơn kiên trì được. Em tên là Hiền Anh. Hiền Anh tiếng đúng không? Nếu mà thì mình cũng xin gửi lời của bà xã, xin gửi lời đến tất cả anh chị em, tất cả và chúc mọi người có một cái sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cái chuyến đi này. Bansoi Sibasiwa. Cho gửi lời cảm ơn thăm chị. Ô chin priyatna pasnako min sa bansoi Sibasiwa. Con này cũng là cựu nước Nga về. Cũng là cựu nước Nga, thế thì còn gì nữa, tức là cuộc sống của nước Nga đúng không, ta là thẳng và thật và rất là chiều mến, tức là cuộc sống nó phải là như thế. Tức là tôi bảo là chụp ảnh Trung Liên về cho bà xã xem không, bà xã có giao nhiệm vụ là chụp ảnh nha, bà xã nhé. Nếu như mà phát trực tiếp chắc chắn 100% bà xã sẽ không, tức là ý mình nói như thế, tức là trong cái vấn đề mới phát trực tiếp là bà xã sẽ soi và tất cả những cái buổi nào thì gần như là bà không bỏ, bởi vì là ngày nào cũng thế là cũng cứ lên mở tivi ra xong rồi theo dõi cái chương trình như thế này. Của anh mình, cái theo dõi trên kênh của Hiền anh sẽ thấy có một đoạn video của anh này rồi anh gửi cho bà xã xem, cái bà xã vào đây xem cái trên Facebook ấy thì mình cũng thấy là có ở trên đấy nhiều. Mình cũng vào đấy tất cả một cái là mình cũng theo dõi thường xuyên nên trong cái này. Cảm ơn anh rất nhiều, anh đâu đen ở đâu? Mình thì là quê gốc Thái Bình, thế nhưng mà bây giờ thì một chốn bốn nơi cơ. Mình thì đang ở Hà Nội, Nha Trang.
Là chú Nga. Tình đây thì cũng có vài cái trùng hợp cảm ơn anh rất nhiều cho anh đoan phẩm nhất anh đâu mà làm cái gì vậy anh đang làm tức là hai anh em là có một cái trùng hợp là cũng làm xưởng may ở bên Nga trước tôi cũng làm xưởng may ở bên đấy và lại quê nhà thì Thái Bình nhưng mà quê và xã tôi cũng ở Thái Bình luôn có mấy cái trường hợp thế là anh em thì liên lạc qua kênh Những Thủy TV từ lâu rồi cứ bảo là anh cố gắng làm sao mà chuyển lời cả gia đình em là muốn gửi cái lời chúc đến gia đình anh Dũng thật là nhiều niềm vui sức khỏe đấy mà em không biết có cố gắng về được cái dịp chị Hằng ra Bắc không thế mà đúng tôi rất là bất ngờ bay từ Nga về để hôm nay là đi từ Hà Nội lên đây để đưa hoa để tặng rất là cảm động vâng. Tôi nghĩ là bỏ chỉ đến dịp nào về nhưng tôi không nghĩ là anh sẽ bay được về cái dịp này luôn mà đúng là chỉ về để gặp vợ chồng anh Dũng thôi mày mày em điện thoại đâu thì đây là bạn này đi mi mi tỉnh à đây là đây cháu và chị rồi thế bạn quay rồi thế không cần mẹ nó cũng vậy quay được rồi không là chị em ruột nên là cháu thì ở nhà đây là chuyên cho bởi vì là hai vợ chồng cũng không ở nhà mấy nên là cháu nó cứ ở đấy thôi thì về là cứ hai chú cháu là anh chạy từ Hà Nội lên từ cái lúc ta từ bên khách sạn sang ấy nhưng mà tôi biết là hôm nay là anh cũng có khác nên tôi bảo thôi cứ để tí nữa thì anh kiên trì anh đợi ở bên Nguyễn Du từ nãy đến giờ anh ăn tối chưa hả ăn rồi nha. Nhưng mà em anh là một người đàn ông sống lâu nhất ở Việt Nam bởi vì anh vô cùng là yêu vợ đấy, làm tất cả những gì mà vợ giao nhiệm vụ thì hôm nay anh đã hoàn thành rồi và anh sẽ là người đàn ông sống lâu nhất họ nhất. Cảm ơn Hiền Anh, chắc chắn là nói về Hiền Anh thì vừa rồi là Hiền Anh đứng tại chỗ anh Trình thì chắc khoảng 99 là hôm trước là hai người này rồi anh này 101 thì bà xã của mình mới bảo là hai người này thì nếu mà đứng vào với lại bà xã nhà mình thì tức là ba bà như nhau cả ba bà như nhau ba bà như nhau nhà tôi nhau 1m7 thế mình với ông bạn này cũng có hợp tôi cũng anh em mình là phải ngước lên để nhìn không không phải ngước anh đi đâu phải ngước đâu anh em mình à vợ nó cúi cho mình nhìn rồi tôi xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em sẽ chịu đựng hết cho mọi người. Em hy sinh cho mọi người. Mỗi lần thấy ai khóc mà mình muốn rụng tim. Cô về Bình Dương là nóng lắm đấy. Em cảm giác như mình đang ở. Thế là tổng nguyện nha. Vâng. Thế là cuối cùng vẫn là thần tượng lúc này xuống Hà Nội chờ. Cứ nằm bật nằm vạ ngày Hà Nội cứ suốt ngày bảo anh đừng cho em leo cây và liên lạc với Sơn Sàm liên lạc với tất cả các anh Dũng TV làm sao để gặp được vợ chồng anh chị Dũng Hằng. Mình sẽ hứa là mình sẽ dẫn ra một lần chị đưa cho em một cái đấy đấy chứ phải không sức khỏe chị em tặng chị gần sát thông minh xinh đẹp kìa cái chữ xung minh xinh đẹp kìa đỏ bỏ ra cái chữ xung minh xinh đẹp đi từ đâu đến đây đấy dạ em đi từ Hà Nội ạ một mình à bây giờ em đi cùng với bạn lĩnh mấy bạn đâu em đại diện hả mỗi lần như thế em chị cũng không khóc em không khóc từ Hà Nội Nào, cái cảm
lấy trên mạng về có hết. Ở trên này này. Em làm chị cũng không. Dễ chị không? Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Rất ngưỡng mộ em, chị ngay ngã ba Đình Hùng. Dạ. Em lên Đình Hùng chưa? Dạ chưa. Chị đã đặt xe 2 lần đi Bắc Ninh và đi số 1 Yết Kiêu nhưng mà đều phải hoãn lại xe vì theo thông báo của tổ chức. Hôm nay chị nhận được cái tin từ ở Hà Nội xuống đây. Em xinh quá. Chị hồi hộp lắm, cảm ơn em. Dạ. Nên chị xin nhận mua ảnh cho anh. Chị ngưỡng mộ em lắm em ơi. Chị run lên, chị khóc theo em nhiều lắm. Dạ. Chị em cầm một chị mở máy lên ai chủ hộ chị. Chị về chị nghe tin cái chị mặc quần áo không nổi. Chị điên. Chị điên cho Nhi. Chị hộ chị. Còn không kịp mà mặc quần áo. Mặc quần áo mà cứ đút chân nọ sang chân kia. Mặc quần áo đút chân nọ sang chân kia. Nào bỏ cái khẩu trang ra chứ. Bỏ khẩu trang ra đi cho nó rõ. Không ngờ chị được gặp em. Chị vào Đại Nam 2 lần rồi. Thấy chưa có nơi nào có nhà thờ đẹp mà trang trọng mà lịch sự. Chưa bao giờ. Không có hòm công đức. Chị đi có người gửi để gửi tiền công đức. Nhưng chị hỏi thì người ta bảo là ở đây không nhận tiền công đức, chị đi về đâu chị cũng kể chuyện. Chưa bao giờ có một cái nhà thờ nào mà nó lịch sự, mà nó trang trọng, trang hoàng, mà nó đẹp, mà nó hoành tráng. Chị đi rất nhiều. Nhưng mà tại sao chị lại yêu chị Hằng thế? Ôi, chị cũng có cái con tim giống Hằng. Chị cũng có cái gan cũng to gần như thế. Chị rất bất bình những cái điều gì mà em nói em ơi. Không ngờ con chị nó hôm nay là... Mẹ muốn gặp con chị trong Sài Gòn. Chị muốn gặp đợt nào mẹ vào đây con sẽ hẹn, con sẽ đưa mẹ xuống Đài Nam gặp chị ấy. Con chị cũng 40 tuổi rồi. Chị rất ngưỡng mộ em và cái tấm lòng của em, mà chị thấy được những cái gì em làm. Chị không biết nói gì hơn. Chị nói thật với em là chị nghĩ em là Hằng Nga trên trời. Mọi người chụp hình chụp cô mấy cái bông. Là bà Trưng, bà Triệu, là anh hùng trong lòng nhân wow. dân. Không, chị không nói sai em ơi. Yeah. Cố gắng em nhé. Sao chị xúc động gì? Cố gắng em nhé. Chỉ biết động viên em cố gắng thôi. Không biết làm gì bây giờ. Chị phải có niềm tin chân lý chứ. Đúng rồi, chị rất tin. Nhưng mà cái hôm mà có cái quyết định của chị cần với em nửa tháng, 10 ngày chị không dám xem nữa. Chị sợ mà chị lo cho em, mà chị thương em quá. Yeah. Ở bên ngoài em như bà tiên luôn. Cảm ơn tất cả mọi người. Cho chị cơ hội này, cảm ơn không chị. Em nói chị là vì là mưa, nếu không em nữa thôi. Em là con người như thế, chị nhìn thấy em như thế, chị là người bình thường đấy em ạ. Chị là người, chị cũng đi bộ đội, chị đi bộ đội năm 79. Chị cũng tình nguyện đi bộ đội năm 79, xong chị cũng về một lần. Chị cũng bình người bình thường thôi, con chị thì nó trưởng thành. Một cháu dưới Hà Nội và một cháu trong thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống thì cũng ổn định, nhưng mà cái tấm lòng và cái sự hiểu biết. Và chị sẽ chết đầu bác chị từ lúc giờ. Huống lên mà còn mặc quần chân nọ sỏ chân kia. Mãi mới ổn định được ấy, lúc ấy ạ. Xong chị bảo Nhi ơi, cháu cứ cho cô đi, cô là người tốt mà. Cô đã khóc mấy lần, cô điện cho cháu rồi. Cô phải gặp bằng được nếu lần này ra đây. Mấy hôm chị cứ vào chị comment, chị bảo em ơi em lên Đền Hùng đi. Cảm ơn em nhé, cố gắng em nhé. Trời ơi em... Em sẽ đẹp, tài năng, giỏi giang, có tâm, có tầm, có đức. Không có ai được như em đâu em ạ. À. Dạ. Cảm ơn em, cảm ơn em rồi. Bây giờ chị thì gắn sẽ đưa. Đây là em gái dấu tên mà em kể đấy chị. Em ấy muốn gửi hoa hướng dương, nó rất là ý nghĩa. Đấy nó là... Chị cảm động vô cùng. Rất là ý nghĩa vì em tuy muốn chị Hà Nội, sẽ như một bó hoa hướng dương, hướng về mặt trời. Tuy là Hà Nội chân trời rất là lạnh, mưa, nhưng mà lòng chị rất là ấm. Vì người ở Hà Nội đã đón nhận chị với một cái tình thương rất là chân thành. Mọi người khóc vì chị, cười vì chị, tặng hoa với chị, cho chị. Mặc dù trời lạnh, nhưng không có ai mà coi như là không đồng cảm với cái sự mà không tổ chức của chị vì dịch ở đây đang bùng. Chị lấy làm tiếc và chị hy vọng rằng chị sẽ trở lại.
và chị cảm ơn tất cả những người đã tặng hoa cho chị với tất cả tấm lòng. Trời Hà Nội rất lạnh nhưng chị không lạnh, vì người Hà Nội đã cho chị một cái hơi ấm, đó là hơi ấm tình người. Chị luôn ghi nhận và chị rất là xúc động. Phải nói là điều đó thì khiến cho chị cảm thấy là chị hạnh phúc. Chị mãn nguyện một kiếp người. Em xin phép được dạ. Cảm chị một bó hoa. Dạ. Và em cảm ơn chị. Bởi vì sao ạ? Em ngưỡng mộ chị từ rất là lâu rồi. Dạ. Em theo dõi cái drama của chị thì em đã nhận ra được rằng là đây là một người phụ nữ mà mình thực sự cần phải học tập. Học tập với chị cái điểm là rất là có dũng khí để dám nói lên cái sự thật và dám đứng ra để bênh vực những người, em dùng từ nó rất là đơn giản, đó là chân đất mắt đất ấy, và những người thấp yếu trong xã hội. Và điểm thứ hai để học ở chị Hằng đó là chị có tấm lòng từ bi bác ái. Chị là người giàu đúng không ạ? Tất cả mọi người đều nhìn thấy chị là người có tiền, nhưng mà chị thì lại không hề nhìn, tức là không cảm thấy mình là cao sang với những người dân nghèo, mà chị dành cho những người khó khăn, những người bệnh tật một cái sự đồng cảm, một cái sự thương yêu hết sức chân thành. Đó là cái mà chúng em hết sức là ngưỡng mộ. Không phải mình em đâu, hôm nay là em đi từ Vĩnh Yên lên khi em Vĩnh Yên vâng, ở thành phố Vĩnh Yên, và em làm ở trong một doanh nghiệp của nước ngoài, và khi rảnh rỗi em cũng theo dõi cái sự kiện drama của chị và hết sức ngưỡng mộ chị. Thì cũng như vừa rồi em cũng nói là có mấy cái điểm, và một cái điểm nữa là chị giống như một ngọn lửa đã thổi một cái sức mạnh để xua đi cái sự nhút nhát, cái sự mềm yếu trong mỗi một con người, và đặc biệt là những người yêu chính nghĩa. Và chúng em sẽ cố gắng để học, và dù ít dù nhiều thì cũng sẽ học từ chị để mà cố gắng phấn đấu làm một người tốt, giúp đỡ được cho nhiều người khác và lan tỏa cái tình cảm cũng như cái dũng khí của chị đến đông đảo những người yêu chính nghĩa, yêu chân lý. Mặc dù biết rằng là con đường đi tìm chính nghĩa và chân lý vô cùng chông gai và gian nan, từ cổ đến kim đến giờ thì thấy rằng đi tìm chân lý không phải là chuyện dễ dàng. Ai cũng đã xem những cái bộ phim bao công ấy, em cứ liên tưởng là những bộ phim bao công khi mà đã tìm ra chính nghĩa thì sự thật nó rất là phũ phàng, nó đã trải qua vô vàn đau đớn rồi. Thế cho nên là em thấy rằng là chị đến với cái lý tưởng này cũng hết sức thông cảm với chị, và rất là thương chị lắm, bởi vì biết rằng là không phải là ai cũng dám dấn thân, ai cũng dám đi tìm, ai cũng dám mạnh mẽ và có đủ dũng khí giống như chị. Một lần nữa em xin cảm ơn chị, chúc anh, chúc gia đình, chúc công ty Đại Nam luôn luôn phát triển và mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn chị nhé, cảm ơn chị, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn chị. Bây giờ thì anh quay tiếp cho chị tên của mấy người đây. Bạn này cũng giấu tên này, bạn này cũng không có tên chị ạ, bạn này chỉ trân trọng Nguyễn Phương Hằng nhưng không có tên. Rất là đẹp. Thôi em cứ quay như thế này rồi các bạn sẽ nhận ra, bạn đặt lãng nào bạn sẽ biết. Đây bạn này là... hoa đẹp không? Đây chị này, chị này ở Lào Cai này, khóc ròng mà muốn gặp chị lắm này, chị lơ chữ này nhưng mà chị không xuống được. Đây từng cái bình hoa, từng bó hoa, từng bó hoa này mọi người. Bây giờ Nhi ơi, Nhi lấy ra hết từng bó hoa cho chị quay cho từng quay, người. Em quay em ôm á, em ôm dạ. Từng bó hoa em kêu chị cầm cái này. Có nghĩa là em ôm này người ta trân trọng lắm. Cầm chị đi Thảo. Bản lĩnh thông minh xinh đẹp của một cái bạn trẻ hồi bạn chiều. Bạn trẻ Hà Nội, bạn này Hà Nội. Đây là lắng hoa. Lắng hoa này là của chính cái cô chủ mà bó hoa này đó, tặng riêng cho chị. Bạn này là tên là bạn Thắm ở Bắc Ninh. Hoa đẹp lắm. Hoa tươi không? Chị hai cái bó hoa này chị ấy cũng vừa tặng em. Đây chị nuôi luôn nè. Chị vừa đến đây. Bác sĩ Dương này. Bác sĩ Dương.
chỉ đi cả một cuộc đời đâu, phải ai cũng được tặng hoa tươi thế này đâu. Bác sĩ Dương cũng nhắn cho em rất nhiều là gửi lời cảm ơn và kính chúc tới anh chị đây. Ơi tổ quốc của tôi Nguyễn Phương Hằng đây. Tôi yêu tổ quốc của tôi, cô Hằng, chú Dũng. Con cảm ơn kính chúc cô chú sức khỏe. Con cảm ơn những việc làm tâm đức của cô chú và cảm ơn cô chú đã đang lan tỏa những thông điệp cao đẹp về lòng biết ơn với đất nước. Mọi người cùng nhau cố gắng vì văn hóa đất nước của chúng ta, nhưng mà cũng không nói tên. Cảm động. Vâng. Em Minh Phụng, chị gái Phương Hằng. Em Minh Phượng. Chắc là cái bạn mà muốn cốm cho chị ăn quá. Em Minh Phượng trân trọng. Hay là ai không biết, là... để tên nhiều quá, quá. Không thể nhớ hết được. Đây, không có tên này. Đây không có tên thì chị rồi. Thế nhưng mà cứ cầm em. Đây chị đỡ cho em ôm từng bó một để trân trọng. Khán giả tặng họ cũng nhận ra bó hoa. Đúng rồi, người ta em ôm cho mình. Đây yeah. Bó hoa hồng nữa nè. Còn cái ông hồi nãy mới tặng một bó hoa hồng, một cái bình hoa hồng vuông nữa. Em ở đâu rồi? À lúc cái anh ở Nga trên xe. Kêu kêu lấy xuống luôn đi. Cái bình hoa hồng vuông. Đưa xuống để quay vào cả. Phải nói là mấy cái này quá đẹp luôn. Thật là trân trọng luôn. Đấy, xa xôi cỡ nào người ta cũng tìm được. Ở Bắc Ninh, bạn này Lào Cai, nhưng mà cái người mà làm ra những lẵng hoa này là ở Bắc Ninh. Đi xe lên thành phố, đang đi thì bị hỏng xe. Đi hỏng xe xong lại vẫy một cái xe khác, lại chở ba cái lẵng hoa này với bao nhiêu hoa kia lên đây. Đấy, bạn ấy vừa lên đấy. Hiện nay với lại với lại chú Thủy coi như là con mẹ đăng ký tin, nhưng mà cái là mình vào mình đăng ký đầu tiên, chỉ có mấy phút sau là mình đăng ký đầu tiên. Này ai có hoa nào thì cầm cho cháu đấy. Bác sĩ Dương đó, bó hoa. Bác sĩ Dương cái bó hoa là một tí. Không 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 em nhớ bác sĩ Dương. Bác sĩ Dương cái bó này. Bác sĩ Dương có nhìn, mẹ đưa mặt hàng ôm này. Hình như tay dưới cùng tôi được. Nó hồng ấy. Mấy cái tóc đây nhỉ. Bây giờ chị đây là một cái niềm ao ước bấy lâu. Ừ. Thế cho nên là chị được gặp em là chị hạnh phúc nhất quả đất rồi, chị không còn gì muốn. Cô cứ làm đủ mọi kiểu đi cô này. Đủ mọi kiểu mà đây tự chụp. Cô Hằng rất là hạnh phúc trước những cái tình cảm của khán giả. Hạnh phúc nhất là cảm động nhất là những người đến không gặp được thần tượng của mình, nhưng mà đã gửi lại những bó hoa tươi thắm với tất cả những tình cảm yêu thương. Mọi người quay lại nhé, cái bức ảnh tranh của Hà Nội này. Cảm thấy mình nợ mọi người một tình thương, một niềm tin, một ân tình. À, dù cho trời có lạnh mấy thì em vừa ấm áp vì em không lẻ loi, em không cô đơn. Mọi người hướng về cái chính nghĩa, cái lẽ phải. Đến giờ phút này thì em cảm thấy là em được an ủi rất nhiều vì mình đi đúng hướng, đi đúng con đường, là mình đã sống cho người khác, dám khóc thay cho người khác, chịu đau đớn thay cho người khác. Cho nên đó là lý tưởng sống mà cũng là sứ mệnh. Cho nên em không hề ân hận. Mà đi như thế thì mới đo được lòng dân, đo được tiếng nói của người dân, cũng như là nghe được cái trái tim của người dân, luôn luôn lắng nghe mọi cử chỉ hành động của mình. Qua cái drama này thì thấy hạnh phúc vô cùng. Mong rằng em sẽ trở lại sớm hơn.
để đền đáp cái tình thương của mọi người đã dành cho em. Và phải nói một cái điều là quá bất ngờ, không nghĩ rằng là mọi người chân thành đến mà tìm đến, bất cứ ở nơi nào cũng tìm đến. Cái đó là cái tình mà không có cái tình nào cao cả hơn, đó là tình người. Mà cái tình người là cái tình mà Nguyễn Phương Hằng đặt lên hàng đầu. Nghĩa là mình đã cho đi và hôm nay mình nhận lại được. Đó là quy luật nhân quả. Ngay tại thời điểm mà mình đang đấu tranh cho mọi người, nhất là người nghèo, thì mình nhận lại cái quả mà mọi người đã cho mình. Đó là cái tình thương, cái ân tình, những giọt nước mắt, khóc cùng mình, cười cùng mình. Đó là điều hạnh phúc nhất mà Nguyễn Phú Hằng muốn gửi lại, gửi đến cho tất cả những người yêu lẽ phải. Hãy tin rằng chân lý dù có xa xôi nhưng nó vẫn là chân lý. Đó là chân lý tự sâu thẳm trong từng con người một, từng trái tim thổn thức của từng người một. Không phải hai chữ chân lý nó chứng minh điều gì, nhưng bản thân của mình sẽ nhận ra chân lý đúng hay sai. Đó là ngõ rẽ của mỗi một cuộc đời, một số phận. Nếu mình sinh ra mình đi đúng hướng, mình làm đúng điều thiện thì mình sẽ gặt lấy những cái điều tốt đẹp. Còn có những cái chân lý thuộc về những người không cùng tần số với mình thì họ sẽ gặt lấy những cái điều họ đã ban phước cho người khác, thì họ sẽ gặp lại cái phước đó. Đó là nhân quả. Và không có cái luật nào là luật nhân qua, luật nhân quả, và không có cái nào qua cái tòa án nhân tâm. Cho nên tất cả những gì mà Phương Hằng hôm nay đi ra Hà Nội mới cảm được hết cái tình thương của mọi người, thật là ấm áp. Nó bù lại cái trời lạnh mà hình như là rất nhiều năm rồi Hà Nội chưa có lạnh như vậy. Có lẽ là trời đất cũng xót xa, cũng lay động cả trời đất. Cho nên mới có những lúc mà mình đi như thế này, mình mới thấy rằng cuộc đời rất đáng sống, rất đáng trân trọng. Và đặc biệt là trân trọng cái tình cảm của mọi người dành cho mình, đó là cái quý giá nhất. Không phải ai cũng chọn cho mình được đúng con đường đi, đúng cái chân lý. Và hãy nói về lẽ phải thì đến giờ phút này thì phải nói một điều là không bao giờ hối hận và mãi mãi sẽ không bao giờ ân hận với những gì mình làm. Mình dám hy sinh tất cả chỉ vì hai chữ lẽ phải thôi. Mà mình biết cái lẽ phải thì hàng triệu triệu người dân này cũng nhận ra cái lẽ phải. Thế thì đã quá đủ rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thế ngày mai mình xuống mình check in xong rồi kiểu gì mình cũng mang nó theo. Đúng rồi. Hay mình mang nó theo. Mình mang nó đi về. Chị ước ao ước là sao em về được Ninh Bình, quê hương của Vua Đinh là Bộ Lĩnh đấy. Mà Ninh Bình có nhiều thắng cảnh lắm. Chị bảo với chứ em đi Hải Phòng thì chắc là có về Ninh Bình không? Quê chị nhiều danh lam thắng cảnh lắm. Thôi em cố gắng nhé, em hãy vượt qua tất cả. Có triệu triệu con tim luôn ủng hộ cho em, luôn đốt lửa cho em, luôn sưởi ấm cho em. Em ra đây thì lạnh đấy nhưng thương vợ chồng nhà em nhiều quá. Em đòi hỏi có phải lo cho riêng em đâu, mà toàn cho dân nghèo. Mà em đã đấu tranh, tất cả bọn chị đã ủng hộ em. Không có cái gì ngoài bằng cái đốt lửa cho em thôi, thêm cho em ngọn lửa để em cố gắng. Em hiểu. Em cảm thấy em nợ mọi người. Dân nghèo chị làm em chảy hết nước mắt. Chị này cũng còn hoe mắt. Chị là xót em chị. Em cứ vững tâm. Dạ. Bên cạnh em lại còn có người chồng như Chu Dũng biết, có tâm có tầm mà có đủ sức mạnh như vậy. Dạ. Em cảm ơn chị nha. Chị cứ giữ liên lạc với chú Thủy. Vâng. Thì em ra em sẽ vâng. báo cho chị biết. Vâng. Rất là ngưỡng mộ thầy là ân quân rằng thầy là giáo viên mà thầy. Cảm ơn rất là nhiều. Cô vẫn đi không có xe đâu. Rồi. 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 Rồ
Để phòng nhiều dịp. Bây giờ đang dịch bệnh nên ta cùng với chung tay với nhà nước. Có gì vào sẽ quay ra, quay ra. Sẽ có dịp gần đây Quang quay ra. Thương cô lắm. Và như vậy là chúng ta đã xem những cái hình ảnh vô cùng xúc động. Thì ở đây chúng ta mới thấy được là cái tình cảm của người dân dành cho chị Nguyễn Phương Hằng, cái niềm tin của người dân dành cho chị Nguyễn Phương Hằng chân thành biết nhường nào. Và họ nghĩ rằng chị Nguyễn Phương Hằng đã làm một việc dân đang rất cần, đó là nói lên tiếng nói chính nghĩa và cảnh báo cho nhân dân tránh khỏi những cái sự lừa đảo ma mị. Và đặc biệt là nhân dân đã cảm nhận ở chị Nguyễn Phương Hằng một điểm tựa, vì một người đã thành đạt, có tiền, có tâm và có sức ảnh hưởng, đã bảo vệ dân, đã vì dân, và rõ ràng nhân dân hiểu được điểm tựa của mình chính là ở những doanh nhân thành đạt. Chúng ta cứ suy nghĩ đi mà xem, đã bao nhiêu doanh nhân thành đạt đi xuống dân, gặp gỡ dân mà được có những cái tình cảm như là chị Nguyễn Phương Hằng đã được những người dân yêu chính nghĩa dành cho như những hình ảnh vừa rồi. Thì chúng ta mới thấy đúng là chị Nguyễn Phương Hằng đã cúi xuống với những người dân và đã đồng hành cùng với những người dân bằng những thành quả của cuộc đời mà anh chị Dũng Hằng đã đạt được trong quá trình đi vi hành của anh Dũng và chị Hằng để đo lòng dân. Chị Nguyễn Phương Hằng có nói là đúng là không có cái thước đo nào cho cái sự chính nghĩa bằng thước đo từ sự ủng hộ của lòng dân. Thì đấy cũng là những cái trả lời cho chúng ta về những việc làm trong quá trình chị Nguyễn Phương Hằng live stream suốt 10 tháng qua. Chúng ta cứ nghĩ mà xem, kể cả ngôi sao hạng A có đi xuống dân, chưa chắc đã được dân yêu quý như vậy. Cho nên tất cả những cái hào quang giả tạo, tất cả những cái hình ảnh của ông Hoàng, bà Hoàng, ông Chúa, bà Chúa, rồi thần y, thần linh đều không còn những cái mà ma mị được nhân dân nữa. Và bây giờ chúng ta thấy rằng dân được tỉnh ngộ, dân được khôn ra chính là sự cảnh tỉnh từ những bài của chị Nguyễn Phương Hằng đã nói trong các buổi live stream. Bây giờ thì Lan xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe những thông tin mà Lan chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị ở những video tiếp theo. Bye bye!